Một bộ phim Làm Mưa Làm Gió năm 2020 khuấy đảo giới truyền hình và đặt lại định nghĩa cho những bộ phim về nội dung tài phiệt ở Hàn Quốc. Xin giới thiệu tới các bạn bộ phim Tầng Lớp Itaewon, bắt đầu với ký ức của 15 năm trước tại trường cấp 3 Giang Seung. Nam chính tên Park Se-roy cũng cùng đám bạn đang bị thầy giáo bắt phạt vì tội lười học và ngồi đó nghe sự sỉ vả từ thầy giáo. Không chịu khuất phục, anh dội thẳng xô nước vào người khiến thầy giáo cũng phải bất lực. Hành động ngầu lòi đó đã gây ấn tượng với một nữ sinh trong lớp và cô đã thầm thích Se-roy. Mỗi lần nhìn thấy Se-roy thì cô như muốn đứng hình dụng chứng. Vì Se-roy sắp chuyển trường nên cô nữ sinh đó đã lấy hết can đảm để tỏ tình với Se-roy nhưng lại bị thanh niên cứng phũ phàng từ chối, bỏ đi lạnh lùng trước sự tiếc nuối của cô nữ sinh kia. Chuyển cảnh sáng hôm sau tại ga tàu khi thấy một nữ sinh hắt hủi người ăn xin, Se-roy không chịu được sự bất bình đó mà đuổi theo cô gái rồi giáo huấn cô một bài. Muốn cô gái đi xin lỗi người ăn xin nhưng cuối cùng lại bị cô mắng cho một trận rồi lạnh lùng bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của Se-roy. Phía bên này ta được gặp bố của Se-roy. Từ cô bạn giám đốc, ông Park sững sờ khi biết cô nhi viện nơi ông đang phụ trách sẽ không được tập đoàn Giang Gà tài trợ nữa. Se-roy sau khi hoàn thành xong các bài thi thể lực vào học viện cảnh sát thì được bố đón về. Ông Park trao đổi về ngôi trường mới mà Se-roy sắp chuyển đến và ở đó cậu sẽ học cùng với con chủ tịch tập đoàn nơi ông đang làm việc. Sau đó hai bố con đến thăm cô nhi viện nơi ông Park phụ trách. Ở đây anh gặp lại cô gái lúc sáng ở ga tàu. Cô gái này tên So-a đã từng lớn lên ở cô nhi viện này và đang giúp bố của Se-roy chăm sóc lũ trẻ ở đây. Biết Se-roy sắp chuyển đến học cùng trường nên So-a đã ra làm thân với Se-roy nhưng lại bị cậu phũ phàng từ chối. Biết Se-roy vẫn giận chuyện ông lão ăn mày ở ga tàu nên So-a đã rời đi luôn. Sau khi xong việc ở cô nhi viện, hai bố con trở về nhà và cùng nhau ăn trưa. Hôm sau lúc đợi xe buýt tới trường, Se-roy gặp lại So-a cũng đang chờ xe. Một cậu công tử lái xe đến muốn đưa So-a đi học nhưng lại bị cô từ chối. Sau đó Se-roy đến lớp và được thầy giáo giới thiệu với các bạn học. Bất ngờ thay khi Se-roy lại học cùng lớp với So-a. Thú vị hơn là cậu được sắp chỗ ngồi cùng bàn với So-a luôn. Giờ ra chơi ở phía cuối lớp xảy ra một vụ bắt nạt. Mọi người trông thấy nhưng không ai dám lên tiếng can ngăn. Cậu bạn kia mặc cho có bị đổ sữa lên người và nghe những lời sỉ nhục từ tóc vàng cũng không dám phản kháng. Khi Se-roy đứng dậy muốn can ngăn thì bị So-a ngăn lại và nói bỏ đi. Cô cho biết tóc vàng kia là Jang Geun-won, con trai của chủ tịch tập đoàn Giang Gà nơi bố Se-roy đang làm việc. So-a không muốn vì việc này mà ảnh hưởng đến công việc của hai bố con Se-roy. Tuy nhiên là một người trượng nghĩa, Se-roy đã đi tới ngăn tóc vàng lại. Tuy nhiên tóc vàng cậy gia đình có quyền thế nên không hợp tác, còn tỏ ra vô cùng vênh váo. Mặc cho thầy giáo đã vào lớp và yêu cầu vào tiết học nhưng tóc vàng vẫn thái độ. Vì vậy Se-roy đã không ngần ngại tặng cho tóc vàng một cú đấm trời giáng. Hậu quả của hành động đó là Se-roy bị gọi lên phòng giám hiệu và ăn một trận đòn từ thầy chủ nhiệm, còn thằng Geun-won thì vẫn ngồi đó vênh mặt. Sau đó hai phụ huynh của hai thanh niên cũng tới để làm việc. Bố của Geun-won là một tay tài phiệt khá nghiêm nghị và nham hiểm. Ông ta đồng ý không truy cứu cho hành động bồng bột đó của Se-roy nhưng lại yêu cầu cậu phải quỳ xuống và xin lỗi con trai ông. Trước áp lực từ tay tài phiệt đó, Se-roy đã nhận lỗi sai vì đã đánh Geun-won nhưng cậu sẽ không bao giờ xin lỗi. Cậu khẳng định mình sẽ là một cảnh sát chính trực trong tương lai nên phải giữ được đức tin của mình dù có trong hoàn cảnh nào đi nữa. Ông Park khi nghe thấy con trai mình nói vậy cảm thấy rất tự hào mặc cho chủ tịch Giang có đe dọa. Ông Park mạnh dạn đưa ra quyết định nghỉ mà không cảm thấy hối hận. Sau đó ông Park dẫn con trai đến quán nhậu để hai bố con tâm sự. Cũng là để dạy cậu những phép tắc để trở học làm người trưởng thành. Ông cũng rất tự hào về những điều mà Se-roy đã nói và đức tin của cậu. Ông tin rằng con trai mình sẽ trở thành người tài và giúp ích cho cuộc sống. Sau đó ông Park đến tìm So-a ở cửa hàng tiện lợi nơi cô đang làm việc. Ông thông báo rằng mình đã nghỉ việc và không thể cùng cô phụ trách cô nhi viện được nữa. Cô biết tất cả mọi việc là do sự cố mà Se-roy gây ra. So-a vô cùng tiếc nuối vì cô nhi viện được như vậy đều là do ông Park gây dựng lên. Cô cũng đang cảm thấy rất lo cho cuộc phỏng vấn vào trường đại học ngày mai. Nỗi lo về khoản học phí càng làm So-a lo hơn vì so với số tiền mà cô làm thêm thì nó quá nhiều. Vì vậy, ông Park đã ngỏ ý cho So-a mượn đến khi nào cô thành công thì trả, ông vẫn chưa muộn. Sáng hôm sau khi trên xe buýt tới điểm dự thi, So-a phát hiện bản thân đã quên mang ví mà trong đó có cả phiếu dự thi. Thế là cô tức tốc chạy về nhà lấy, đang đi thì gặp lại Se-roy đang đi tập thể dục. Tuy là không ưa gì nhau nhưng khi thấy So-a gặp khó khăn, Se-roy đã không ngần ngại giúp cô. May có Se-roy mang giúp So-a hành lý cùng với kỹ thuật chạy của Se-roy thì cả hai cũng kịp tới địa điểm phỏng vấn trước khi nó diễn ra. Không những thế, Se-roy còn đứng đợi So-a đến tận khi cuộc phỏng vấn kết thúc. Cũng từ sau vụ việc này, hai người họ đã bỏ qua hiềm khích và trở nên thân thiết với nhau hơn. Chuyển cảnh, ông Park sau khi nghỉ việc thì cũng tích góp được một khoản tiền để mở một quán nhậu nhỏ. Mọi thứ diễn ra vô cùng thuận lợi. Hôm khai trương còn mời cả So-a đến ăn nhậu cùng. Tối hôm đó khi đang chen đường đi lấy hàng, ông Park bất ngờ bị một chiếc xe tông trúng khiến bản thân bị thương nặng. Một lúc sau thì tử vong tại chỗ.
Sau đó đám tang của bố Seroy được tổ chức. Cậu nhớ về khoảnh khắc ở cuối cùng được ở bên bố. Seroy vô cùng đau khổ khi bản thân đã mất đi người thân cuối cùng. Không những thế, khi cảnh sát tới đã thông báo bên phía nghi phạm đã tự động ra đầu thú và muốn hòa giải trong êm đẹp. Seroy rất tức giận khi bọn họ chỉ coi tính mạng bố cậu như cỏ rác và dùng tiền là giải quyết là xong. Điều đó làm Seroy như muốn sụp đổ. Soa sau khi nhìn đóng tài liệu mà cảnh sát để lại thì nhận ra chiếc xe gây tai nạn đó chính là của tóc vàng Geun-won. Seroy khi biết sự thật đó đã tức tốc đi tìm Geun-won, mặc cho Soa có ngăn cản nhưng anh vẫn quyết tâm. Cùng lúc đó, Soa đã tìm đến sự trợ giúp của cảnh sát để tìm ngăn Seroy làm điều dại dột. Seroy tới bệnh viện nơi Geun-won đang điều trị trong đêm đầy mưa gió. Cậu đi tới xả hết nỗi uất hận lên người Geun-won vì những gì gia đình hắn đã làm với bố con cậu. Lúc này Seroy đã không còn chút lý trí nào. Cậu đấm liên tiếp vào mặt Geun-won khiến hắn ta ngất lịm đi. Khi đang định dùng đá kết liễu Geun-won thì cảnh sát tới nơi và nổ súng cảnh cáo Seroy. Lúc này trong lòng Seroy chỉ một lòng muốn trả thù cho người bố quá cố của mình, nhưng bằng những lời khuyên nhủ từ Soa và viên cảnh sát thì cuối cùng Seroy cũng bỏ viên đá xuống. Cậu gào khóc trong tuyệt vọng trong đêm mưa tầm tã đó và đã không làm điều dại dột với Geun-won. Sau đó Seroy được cảnh sát đưa về đồn làm việc, còn tóc vàng Geun-won thì tiếp tục nằm viện hồi sức tích cực sau trận đòn đó. Trong viện, Geun-won nhớ lại hôm xảy ra vụ tai nạn và vô cùng ân hận. Trong trại giam, chủ tịch Giang đã đến để nói chuyện với Seroy. Ông ta sẽ tha thứ nếu Seroy tự kiểm điểm và quỳ xuống xin lỗi con trai ông ta, nhưng Seroy đã tức giận phản kháng lại điều đó. Ông Giang nói đức tin và hoài bão chỉ dành cho những kẻ khố rách, vì vậy ông sẽ để Seroy ngồi tù một thời gian và tự mình sám hối. Sau đó, tại dinh thự của nhà mình, chủ tịch Giang đã gặp riêng Soa để nói chuyện. Biết được gia cảnh của Soa nên ông Giang đã dùng tiền để dụ dỗ, nói sẽ tài trợ cho cô toàn bộ việc học hành sau này. Soa cũng vì hoàn cảnh của bản thân nên đã quyết đoán muốn chủ tịch Giang ra giá. Điều đó khiến ông Giang cảm thấy vô cùng thú vị và cười khoái chí. Đúng lúc đó, Geun-won cũng đi đến thì nhìn thấy Soa, cậu ta tỏ ra vô cùng ái ngại. Sau khi Soa rời đi, Geun-won biết bố mình dàn xếp mọi chuyện, nhưng cậu muốn sau khi bản thân bình phục sẽ tự động ra đầu thú. Tuy nhiên, ông Giang đã phản đối ngay lập tức vì ông đã thu xếp người nhận tội thay cho con trai mình và bảo cậu hãy ngoan ngoãn nghe lời và làm người thừa kế cho ông. Vì để con trai mình mạnh mẽ hơn, ông Giang đã dẫn Geun-won đến trang trại của gia đình. Sau đó, ông bắt một con gà và yêu cầu con trai mình tự tay giết chết con gà đó một cách thật dứt khoát. Bằng những lời kích động tinh thần từ bố, Geun-won đã thực hiện điều đó mà không hề ghê tay. Ngày hôm sau, phiên tòa xét xử Seroy diễn ra. Tòa tuyên án cậu bị 3 năm tù giam, nhưng gương mặt cậu khi nhận án không chút cảm xúc cũng không hề run sợ. Phía cảnh sát điều tra vụ án do chịu áp lực từ cấp trên nên cũng phải đành ngậm ngùi với bản lời khai và buộc tội Seroy. Ngày đầu tiên vào tù, Seroy đã chào buồng bằng một trận đòn đến từ vị trí của các bạn tù trong phòng giam. Sau đó Soa đến thăm Seroy. Trước khi chuyển đi nơi khác, cô muốn thú nhận mọi điều với Seroy. Soa đã nhận tiền tài trợ học bổng từ gia đình chủ tịch Giang, cũng chính là cô báo cảnh sát tối hôm đó để ngăn Seroy không giết Geun-won. Soa mong nhận được sự tha thứ của Seroy và cũng mong sau khi ra tù cậu phải trở lên thật giàu có để xứng đáng với bản thân mình. Còn Seroy thì giờ đã có tiền án nên cậu sẽ không thể làm cảnh sát được nữa, nên dự định sau khi ra tù sẽ mở một quán ăn như bố đã từng làm. Trước khi tạm biệt, Seroy đã thổ lộ rằng bản thân rất thích Soa và sẽ đi tìm cô sau khi ra tù. 3 năm trôi qua nhanh như một con gió. Hôm này là ngày Seroy ra tù, cậu cũng quen được một đại ca xã hội đen máu mặt của Seoul. Sau khi tạm biệt nhau, đại ca đó đã nói rất ấn tượng với Seroy vì cậu là một kẻ khác thường, không lo nghĩ và cũng không biết sợ. Việc đầu tiên sau khi Seroy ra tù là đến quán nhậu ăn cạnh đậu hũ theo đúng truyền thống ra tù của người Hàn Quốc. Sau đó, lần theo địa chỉ bức thư mà Soa gửi, Seroy đã tìm đến một thành phố sầm uất có tên là Itaewon. Hôm đó cũng là ngày mà thành phố tổ chức lễ hội Halloween nên vô cùng vui nhộn và đa dạng các thể loại hóa trang. Khi Seroy đang còn ngơ ngác thì Soa trong mặt nạ quỷ thỏ đã lao nhìn thấy và lao tới ôm chầm lấy anh. Sau đó cô dẫn Seroy đến nhậu tại một quán quen. Soa nói mình sẽ vào làm ở công ty của tập đoàn Jangga. Seroy cũng tâm sự về dự định trong tương lai rằng sẽ ở lại thành phố sầm uất này để lập nghiệp. Tuy nhiên anh sẽ bắt đầu nó trong 7 năm tới, còn hiện tại anh sẽ làm việc trên tàu Viễn Dương để du ngoạn đó đây. Vậy là hai người sẽ phải xa nhau 7 năm nữa, khiến Soa có chút buồn nên cô đã rủ Seroy xóa hết đêm nay. Cả hai cùng hóa trang, cùng đi chơi, chụp ảnh và ăn uống cùng nhau rất vui vẻ. Sau khi lễ hội kết thúc, Seroy cõng Soa đưa cô về nhà. Trước cổng nhà, Soa đã ngỏ lời về chuyện đó của hai người, nhưng hiện tại anh mới ra tù chỉ có 2 hòn khố dai nên đã từ chối điều đó. Sáng hôm sau, Seroy lên chuyên hải trình Viễn Dương và rất nhanh 7 năm đã trôi qua nhanh như một cơn gió. Hiện tại, Soa đang làm cho tập đoàn Jangga và rất thành công trong sự nghiệp, đã có vị thế nhất định trong công ty và rất được cấp trên trọng dụng. Bài thuyết trình của Soa trong cuộc họp rất thuyết phục và làm hài lòng chủ tịch Giang.
Sau khi xong việc, Soa rời công ty đến con phố Itaewon, nơi mà cô và Seroy đã từng hẹn ước sẽ gặp lại sau 7 năm. Tại nhà hàng đó, Soa và Seroy đã gặp lại nhau sau bao năm xa cách. Soa đôi mắt long lanh nhìn Seroy. Cô không ngờ lời nói vu vơ của Seroy 7 năm trước đến nay đã thực hiện được. Quán của Seroy có tên là Đàm Bạn. Ngày đầu mở cửa, Seroy cùng các đồng nghiệp đã chuẩn bị hết tất cả để sẵn sàng đón khách. Chuyển cảnh tại trường cấp 3, Yeonggak đang xảy ra một vụ bắt nạt học đường. Cô gái tên Joy Seo này đã lấy điện thoại quay lại tất cả và đăng chúng lên fanpage. Bài đăng nhận được rất nhiều sự quan tâm và biến cô nàng trở thành ngôi sao của mạng xã hội. Tuy là một người có cá tính mạnh mẽ tinh nghịch nhưng thành tích học tập của Seo luôn đứng top 1 và còn giỏi rất nhiều môn khác. Sau đó, Seo bị phụ huynh của cô bạn trong clip tìm đến và dạy dỗ một trận, tuy nhiên cô nàng đã cùng bạn mình ghi lại cảnh đó và lại dùng chúng để đe dọa bà phụ huynh kia. Đúng lúc đó, Seroy đi tới chứng kiến cảnh Seo tát lại bà phụ huynh đó nên nghĩ cô vô lễ với người lớn rồi lôi cô ra bắt phải xin lỗi. Không những không xin lỗi mà Seo còn bốc phét về lý do cô đánh bà ta rồi lên xe rời đi trước sự bất lực của Seroy. Seroy trở lại quán ăn nhưng vô cùng buồn rầu vì mở cửa đã lâu mà quán luôn vắng khách nên buộc anh phải nghĩ ra cách gì đó. Sáng hôm sau, trong cuộc họp ở Jangga, tên công tử Geun Won trình bày kế hoạch biến các quán ăn của tập đoàn thành nơi tìm bạn gái để thu hút nhiều giới trẻ. Tuy nhiên, Soa cùng chị giám đốc điều hành đã phối hợp phản đối kế hoạch đó của Geun Won. Cuối cùng, vì kế hoạch kinh doanh không hợp lý nên Geun Won đã bị chính cha mình từ chối. Không những thế, ông còn giao việc quản lý quán ở Itaewon cho Soa khiến Geun Won vô cùng cay cú. Do thua cuộc nên Geun Won đã tìm gặp Soa và buông ra những lời dọa nạt. Tuy nhiên, cô nàng không chút sợ hãi mà còn phản bác lại hắn ta rồi lạnh lùng rời đi. Chuyển cảnh cậu bạn của Seo đến gặp cô trên cầu và rồi cả hai cùng rủ nhau tới Itaewon chơi một bữa cho khuây khỏa. Trên con xe tay ga đưa em đi chơi xa. Nhưng khi đi đến một con phố, do tránh không đâm vào mẹ con cậu bé nên cậu bạn đã phanh gấp hất bay cả người của Seo lên cao. Thật may một con gấu linh vật gần đó đã bay tới đỡ cho Seo. Người đóng con gấu bông đó không ai khác lại chính là Seroy. Tuy nhiên khi y nhìn thấy cô nàng Seo hỗn xược kia, Seroy lại cảm thấy hối hận. Seroy định nói gì đó với Seo nhưng đột nhiên thấy xây sẩm mặt mày rồi ngất đi. Sau đó Seo cùng cậu bạn đưa Seroy tới bệnh viện. Là do Seroy đã làm việc quá sức nên mới ngất đi như vậy. Không nói được một câu cảm ơn, Seo còn chê cách quảng cáo mặc đồ linh vật phát tờ rơi của Seroy đã quá lỗi thời rồi. Anh cũng tò mò hỏi Seo xem thời nay họ quảng cáo như thế nào thì được cô chỉ cho cách quảng cáo trên mạng xã hội hoặc blog sẽ giúp phát triển nhanh hơn. Seroy ghi nhận ý kiến đó rồi chào tạm biệt và rời đi luôn. Sau đó Seo nhớ lại một mảnh quá khứ ngày bé, cô đã từng là một đứa bé hiếu thắng như thế nào. Cô cũng có một người mẹ luôn yêu thương quan tâm cô hết mực. Tiếp đó, Seo cùng đám bạn chọn quán bar làm nơi giải tỏa sau một ngày gặp đầy rắc rối. Sau khi đã mệt, ba người muốn tìm một quán ăn ngon nào đó để thưởng thức nên đã quyết định vào quán nhậu Jangga trông cực kỳ sang trọng để trải nghiệm. Tuy nhiên, khi vào trong, cả ba đã bị cô quản lý là Soa từ chối do chưa đủ tuổi để tham gia. Vì vậy, cả ba quyết định sang quán nhậu Đàm Bạn phía đối diện để ăn thử. Quan ra ngõ hẹp thế nào, khi vừa vào thì gặp lại Seroy. Do không có khách nên anh nhân viên đã cắn răng chấp nhận cho nhóm của Seo gọi đồ mặc cho bọn họ vẫn chưa đủ tuổi. Trong lúc đó, Seroy ra ngoài đi dạo để học hỏi thêm kinh nghiệm quảng cáo của các quán. Trên đường đi, anh vô tình gặp lại Soa. Cả hai khoác vai nhau đi dạo và nói chuyện về việc kinh doanh nhà hàng. Trước khi tạm biệt, Seroy đã ngỏ lời hẹn Soa đi uống bia sau khi hết giờ làm. Sau đó cả hai tạm biệt nhau mỗi người một nẻo. Sau trở về quán, thấy anh bạn của Seo có thái độ không tôn trọng nhân viên của mình nên Seroy đã ra mặt bênh vực. Tuy nhiên, thanh niên đó trong cơn say đã buông lời xỉ vả xúc phạm và muốn động chân động tay với Seroy. Anh bạn say rượu tung ra một cú đấm nhưng anh nhân viên đã đứng ra chịu đòn thay. Anh tung một cú đấm hạ gục tên say rượu. Seroy đến ngăn cản thì cũng bị cậu ta vậy ngã. Anh ta còn cầm nồi lẩu đang sôi sùng sục đổ vào chân tên say rượu khiến anh ta sợ hãi liên tục nói xin lỗi. Khi mọi thứ dần hạ nhiệt thì đúng lúc hai viên cảnh sát đi tới. Thì ra là do Soa bên ngoài nhìn thấy ẩu đả đã báo cho phía cảnh sát. Sau đó cả lũ bị bắt hết lên đồn cảnh sát để lấy lời khai về vụ ẩu đả. Ở đây bọn họ cũng gặp lại tên công tử Geun Won. Thì ra hắn ta là anh trai cùng cha khác mẹ với cậu bạn Geun So. Hắn ta tới đây để bảo lãnh cho em trai của mình. Cảnh sát vì kiêng nể gia thế của gia đình họ Giang nên đã đồng ý thả tất cả mọi người ra. Vì là một người liêm chính và từng có ước mơ làm cảnh sát, Seroy không chịu được thái độ nhu nhược của viên cảnh sát nên đã mắng chửi rồi tức giận rời đi. Seo chứng kiến hành động của Seroy nên đã đuổi theo muốn nói chuyện rõ ràng với anh. Cô công nhận Seroy là một người có lòng tự trọng cao nên mới thể hiện như vậy, nhưng Seroy thì chỉ coi Seo là một người thích tọc mạch. Cả hai cãi qua cãi lại vài câu thì Geun Won đi tới và dở giọng xỉ sói Seroy. Hắn ta khiêu khích muốn Seroy ra tay đánh mình nhưng sai lầm trong quá khứ đã dạy anh một bài học nên Seroy cố gắng nhẫn nhịn.
Cũng tại đây, Seroy nói sẽ lục lại vụ khởi tố Geun-won đã đâm chết bố anh khiến hắn chỉ biết câm nín hoảng sợ. Anh nhẫn nhịn suốt những năm qua chỉ là để thực hiện kế hoạch trả thù này. Sau đó, Isel và Geun-so trở về trường bị bắt phạt viết bản kiểm điểm và chạy 50 vòng quanh sân thể dục. Phía nhà hàng đàm bạn của Seroy thì bị đình chỉ kinh doanh khiến anh nhân viên Choi Seung đập đầu vào bàn vô cùng ân hận vì lỗi chính là do anh gây ra. Anh ta nhớ về quá khứ đã từng là bạn tù chung buồng với Seroy. Họ cùng nhận ông trùm Kim Hee-woo làm đại ca. Tuy nhiên khi thấy thái độ của Seroy, cậu ta cho rằng anh rất ngạo mạn nên cả hai đã xảy ra một vụ ẩu đả nhưng đã được cảnh sát ngăn lại. Sau khi ra tù, cậu ta về đầu quân cho đại ca Kim Hee-woo. Những ngày sau đó cứ rảnh là Seung sẽ đến quán của Seroy để nhậu để ngắm nhìn Seroy làm việc. Trải qua khoảng thời gian đó, Seung đã đem lòng ngưỡng mộ Seroy và giờ thì về làm nhân viên cho anh nhưng mà cậu ta lại báo quá. Phía bên này, Isel vì quá ấn tượng với phong cách của Seroy nên đã lên mạng tìm hiểu những thông tin về anh. Phía bên này, tập đoàn giang gà tên công tử Geun-won đang đánh cờ và nói chuyện với bố về quán ăn mà Seroy mới mở. Ông Giang biết rõ ý chí quyết tâm và thực lực của Seroy được thừa kế từ người cha quá cố của anh và sẽ không dễ dàng mà bỏ cuộc. Bên này, do quán xá đã bị đóng cửa nên Seroy và hai đồng nghiệp đi ăn chơi khắp nơi cho hết ngày tháng. Hết đi karaoke thì lại đi nhậu để cho vơi đi nỗi buồn. Một năm trôi qua, tất cả mọi người trên phố Itaewon cùng nhau chúc mừng năm mới. Isel bước vào quán nhậu tự tin khoe căn cước công dân của mình đã đủ 20 tuổi. Cô cùng hai người bạn của mình đi thưởng thức bữa tiệc sang chảnh nhưng lại không hề cảm thấy vui vẻ vì Isel chơi với họ cũng chỉ để có được thứ cô muốn. Isel gặp gỡ rất nhiều đối tượng với đủ thứ ham muốn nhưng trong đầu luôn hiện lên hình bóng của Seroy. Phía bên này, Soa và Seroy cũng gặp nhau tại quán quen và cùng nhau tâm sự. Sau khi rời khỏi bữa tiệc, Isel bị một tên biến thái lẽo đẽo theo sau đòi rủ cô đi chơi. Isel nhất quyết từ chối nhưng hắn vẫn làm phiền rồi còn tát cô một cái. Isel chỉ còn cách vật ngã hắn ta ra đất và cảnh cáo, nhưng lại càng làm hắn nổi cơn điên và bắt đầu đuổi theo Isel. Hết đường chạy nên Isel lao vào nhà vệ sinh nam, quan ra ngõ hẹp thế nào lại gặp Seroy đang đứng tẻ bên trong. Sau đó tên biến thái kia cũng đuổi tới. Seroy chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi đó nhưng khi thấy mặt của Isel bị thương nên Seroy đã phát hiện ra điều bất thường của tên biến thái kia. Lần này Isel đã cầu xin sự giúp đỡ của Seroy cho nên ngay lập tức Seroy tẩn cho tên kia một trận. Sau đó cả hai chạy ra ngoài và đồng thời lôi tay Soa cùng nhau chạy trốn. Sau khi đã thoát thân, Isel muốn nói chuyện với Seroy nên đã cùng nhau đến một quán nước. Vì để trả nợ ân tình, lần này Isel sẽ giúp Seroy quảng bá tên tuổi của quán trên blog và Instagram của cô. Trong lúc Seroy ra ngoài lấy nước thì hai cô nàng đã có một màn đấu khẩu. Nhìn thái độ là Soa biết Isel đã thầm thích Seroy, Isel cũng không phủ nhận mình thích Seroy. Hai người nói qua nói lại khiến không khí trở lên vô cùng căng thẳng. Nhưng cũng qua đó mà Isel biết được chính Soa là người đã gọi cảnh sát bắt họ năm đó. Đến khi Seroy trở lại, Soa cũng không hề giấu giếm mà đã nói hết sự thật năm đó. Cô vẫn nghĩ Seroy là chàng trai năm ấy sẽ luôn tha thứ cho cô nhưng với Seroy thì anh đã hoàn toàn thất vọng từ chối điều đó. Không còn mặt mũi nào nên Soa đã chủ động rời đi. Sau đó Seroy và Isel cùng nhau đi uống tiếp. Khi say, Seroy đã nói hết những tâm tư trong lòng mình. Khi thấy bản thân đã say và bắt đầu nói linh tinh, Seroy đã đứng dậy rời đi nhưng lại ngã lăn ra đất. Isel đi tới đỡ đẫu Seroy dậy và bất ngờ trao cho anh một nụ hôn. Seroy giật mình tỉnh dậy thì thấy bản thân đang ở trong bệnh viện thì cứ nghĩ tất cả chỉ là một giấc mơ. Phía bên này, Isel sau khi tâm sự nỗi lòng với mẹ cô đã đi lên cầu để suy nghĩ về tương lai. Cầm trong tay đồng xu quyết định vận mệnh nhưng khi tung lên không may nó lại rơi ngay xuống sông. Điều đó cũng đã ngầm khẳng định cho Isel biết bản thân sẽ đi về đâu. Cô liền chạy tới quán nhậu đàm bạn để Seroy. Isel đưa ra quyết định trở thành quản lý cho nhà hàng của Seroy để giúp anh đạt được ước mơ còn dang dở. Ở quán đàm bạn, Isel cũng gặp lại cậu bạn Geun-so, cậu ta cũng mới được nhận làm tại đây. Tuy làm con trai của gia tộc họ Giang nhưng là một đứa con ngoài dã thú nên Geun-so chưa từng được công nhận và hiện tại cậu đã dọn ra ở riêng và tự lo liệu cho bản thân. Cơ duyên cho Geun-so gặp được Seroy và từ đó cậu đã đem lòng ngưỡng mộ và muốn được cùng anh làm việc. Và cùng từ đây cả nhóm của Seroy bắt đầu tập hợp và cùng nhau phát triển. Isel đã dùng kinh nghiệm của mình để thiết kế set up lại toàn bộ quán ăn đàm bạn từ cách phục vụ, đến vị trí bày bố bàn ghế và quan trọng nhất là thực đơn phục vụ khách hàng. Cũng từ sự chuyên nghiệp và tâm huyết đó mà Seroy đã công nhận và chính thức đưa Isel lên làm quản lý của đàm bạn. Ngày hôm sau, Isel và các đồng nghiệp tiếp tục thiết kế và trang trí lại quán ăn. Sau đó, Isel lên gác mái nhắc nhở Seroy nên đi ngủ một chút vì ngày mai là ngày quán được mở cửa trở lại nên rất cần ông chủ phải giữ gìn sức khỏe. Sau đó, Isel đã dùng tài khoản Instagram của mình để quảng bá về quán nhậu đàm bạn tới toàn thể mọi người. Bài đăng được rất nhiều lượt quan tâm và tương tác. Cũng nhờ đó mà quán nhậu đàm bạn lần đầu tiên đông khách đến như vậy.
các thành viên tích cực đón tiếp phục vụ khách hàng đến quán thưởng thức. Cuối ngày hôm đó doanh thu là 3,2 triệu won nhưng Ysel vẫn cần mọi người cố gắng hơn để tỷ lệ giữ chân. Khách hàng ngày càng cao, hôm sau chủ tịch Giang cùng Soa đi dạo quanh khu phố Itaewon để khảo sát tình hình. Hai người vô tình như cố ý đi tới trước quán nhậu đàm bạn của Seroy. Chủ tịch Giang khẳng định Seroy đang dần thành công nhưng Soa phủ nhận điều đó, một ngày làm việc vất vả nữa lại kết thúc. Geon So muốn Ysel và anh bạn Seung cùng đến hộp đêm để giải khuây nhưng khi nhìn thấy thái độ rụt rè của Seung thì cả hai đều biết chắc chắn Seung chưa từng tới đó bao giờ. Cả hai con tận tình chỉ cho Seung cách nhảy sao cho quyến rũ. Sau đó khi vào hộp đêm anh bạn Seung đã nhắm chung một cô gái trông khá ngọt nước, khi vừa tiếp cận thì bị cô ả chửi sấp mặt. Nhưng nhìn kỹ lại thì nhận ra cô em đó chính là thanh niên Ma Hyeon làm cùng quán ăn. Thì ra thanh niên đó thường hay giả gái để tới các quán bar. Ước mơ của cậu ta là tiết kiệm một khoản tiền để thực hiện phẫu thuật chuyển giới sống đúng với con người thật của mình. Tuy nhiên hiện tại chưa đủ kinh phí nên tạm thời cải trang thành gái. Chuyển cảnh ngày hôm sau khi đang ăn khách hàng đột nhiên phản ánh trong thức ăn có dính tóc. Không hiểu vì lý do gì mà dạo gần đây thanh niên Ma Hyeon làm việc vô cùng chỉnh mảng khiến Ysel vô cùng tức giận. Ysel trao đổi với Seroy muốn anh đuổi việc Ma Hyeon nếu không muốn cả quán bị ảnh hưởng. Nhưng phận là ông chủ và cũng là bạn của Ma Hyeon, Seroy đã chọn cách giải quyết giữ Ma Hyeon tiếp tục ở lại làm việc. Không những thế anh còn tăng gấp đôi lương cho Ma Hyeon để cậu ta có trách nhiệm hơn. Anh muốn Ma Hyeon phải thật cố gắng nhiều hơn để xứng đáng với số tiền mà cậu sẽ nhận. Anh cũng phát biểu một bài cảm động để củng cố tinh thần đồng đội và động viên tinh thần mọi người cùng nhau đoàn kết phấn đấu. Sáng hôm sau trên đường đi làm, Ysel vô tình gặp lại đám bạn chuyên đi bắt nạt. Bọn họ đến gây sự với Ysel, đúng lúc này cậu bạn Geon So cũng đi đến góp vui. Qua cuộc đấu khẩu, Ysel nhận ra sự thật rằng chính cô bạn này mới là người báo cảnh sát bắt bọn họ uống rượu. Không những thế cô ả còn buông ra lời lăng mạ Ysel nên cô đã tự tay xử lý hết mấy cô bạn đó, cho đến khi Geon So đứng cạnh không chịu nổi nữa nên đã ngăn lại. Lúc này Ysel mới nhận ra trong cuộc nói chuyện hôm đó Soa đã nói dối rằng mình đã báo cảnh sát. Vậy là Ysel và Seroy đã trách nhầm Soa mất rồi. Sau đó những ngày sau đó Ysel thường xuyên đến kiểm tra các món ăn mà Ma Hyeon nấu để giúp cậu ta nâng cao tay nghề. Cuối cùng Ma Hyeon cũng đã hoàn thiện được trình độ nấu ăn và được chính Ysel và các đồng nghiệp công nhận. Chuyển cảnh tại quán rượu, Soa đang ngồi nhớ lại những lời chủ tịch Giang nói với cô, quá cay cú nên cô đã tự chuốc say bản thân. Trên đường về cô vô tình gặp lại Seroy và nhóm của anh. Vì đây là chuyện riêng của Seroy nên các thành viên đã tự động ra về để cho hai người tự giải quyết. Riêng có Ysel ở lại để chứng kiến kịch hay, Soa trong cơn say đã thổ lộ hết lòng mình với Seroy. Đôi mắt long lanh của Soa đã khiến Seroy có đôi chút mùi lòng. Bầu không khí trở nên lãng mạn nên hai người đã tiến tới hôn nhau. Khi môi gần chạm vào môi thì bàn tay của Ysel đưa tới bóp mồm Soa lại và đẩy cô ra khỏi người Seroy. Cũng bởi hành động đó khiến Soa tỉnh rượu và cảm thấy đói bụng nên muốn đi tham dự bữa tiệc cùng nhóm Seroy. Seroy không thể từ chối nên đã đưa Soa đi cùng mình khiến bầu không khí trở nên vô cùng ngại ngùng. Qua cuộc nói chuyện, Ysel cho biết quán nhậu đàm bạn của bọn họ đang được đánh giá 3 sao còn quán nhậu Giang Gà là nhà hàng 5 sao. Cũng bởi họ là một chuỗi thương hiệu lớn nên mới thành công vậy. Seroy không ngần ngại nói ra quyết tâm của anh cũng sẽ biến đàm bạn trở thành một chuỗi nhượng quyền không thua kém gì tập đoàn Giang Gà khiến mọi người vô cùng hào hứng. Cả nhóm cùng nhau nâng ly để thực hiện quyết tâm đó. Sau đó hai cô nàng Soa và Ysel lại có màn đấu khẩu trong nhà vệ sinh. Ysel không ngần ngại cho biết bản thân mắc chứng chống đối xã hội nên nếu có ai ngáng đường cô sẽ dùng bất cứ thủ đoạn gì để hủy hoại kẻ đó. Soa cũng không kém cạnh khi nói rằng Seroy trước giờ vẫn rất thích cô và thích thì cả hai cùng chiến. Chuyển cảnh tại văn phòng của chủ tịch Giang, Soa đã tọc mạch cho ông biết rằng cậu con trai út Geon So của ông hiện đang làm việc cho Seroy tại quán nhậu đàm bạn. Biết được điều này, ông Giang rất tức giận. Qua điều tra, sự thành công đó một phần lớn là nhờ vào sự tính toán và điều hành của cô gái Ysel kia. Khi biết Seroy muốn biến đàm bạn thành chuỗi cửa hàng nhường quyền, ông Giang đã dấy lên một lo sợ rằng đàm bạn sẽ là một đối thủ cạnh tranh rất lớn với Giang Gà trong tương lai. Chuyển cảnh mẹ của Ysel sau khi biết cô từ chối việc học đại học để làm thêm tại quán nhậu đàm bạn đã vô cùng tức giận và trách mắng cô. Ysel cũng không ngần ngại nói bản thân đã thích Seroy và muốn làm ở đàm bạn. Cô không muốn dựa hơi vào bất kỳ ai và chỉ muốn bản thân tự nỗ lực đi lên mặc cho có thất bại đi chăng nữa. Và phần thưởng của sự liều lĩnh đó là một vé xách ba lô và đi đến từ vị trí của bà mẹ. Sau đó Ysel gặp lại Seroy trên cầu khi anh đang chạy bộ. Sau khi biết mẹ Ysel đã đuổi cô ra ngoài vì việc từ chối học đại học để làm ở đàm bạn, Seroy đã rất cảm kích và an ủi Ysel một cách rất ngây ngô khờ khạo. Nhưng điều đó lại khiến Ysel thấy vui hơn và hứa sẽ cùng Seroy thực hiện ước mơ biến đàm bạn trở thành chuỗi nhà hàng nhường quyền. Vì hoạt động kinh doanh của nhà hàng ngày càng phát triển nên cần phải tuyển thêm nhân sự. Các ứng viên đến phỏng vấn toàn là các thành phần ối rồi ôi nên đều bị Ysel loại hết.
Đến cuối buổi phỏng vấn thì có một anh Tây da đen đến ứng tuyển. Anh này tên Kim Tony là người Ba Lan gốc Hàn Quốc, nói tiếng Hàn rất thành tạo. Vì đạt đủ các tiêu chí nên Tony được nhận vào làm tại Đàm Bạn ngay lập tức. Hôm sau, trong lúc đang dọn nhà mới, Isel nhận được cuộc gọi từ giám đốc đài truyền hình đồng ý cho quán Đàm Bạn của bọn họ ghi hình trong chương trình Quán Nhậu Tuyệt Nhất. Seroy nhận được tin đó thì rất vui và đã thông báo cho Soa biết. Cả hai cùng nhau đi dạo trên phố và tâm sự rất nhiều. Cảnh tượng đó đều bị Geun Won ở trên xe nhìn thấy và vô cùng ghen tức. Sau đó Geun Won trở về và ăn tối với bố. Vì việc kinh doanh của Đàm Bạn ngày càng phát triển nên ông Jang rất lo đó sẽ là một đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Jang Ga của ông trong tương lai. Với sự quyết tâm của Seroy trong suốt những năm qua thì điều đó không có gì là không thể. Vì vậy bố con ông Jang đã cùng lên kế hoạch để triệt hạ Đàm Bạn. Hôm sau Seroy đến đài truyền hình để trao đổi về kịch bản ghi hình thì bất ngờ gặp tên công tử Geun Won cũng ở đây. Thì ra anh ta đã dùng quan hệ và tiền bạc để đưa Jang Ga vào kịch bản chương trình và loại quán Đàm Bạn của Seroy ra khỏi buổi ghi hình đó. Lúc ra về, Seroy gặp lại Geun Won và hắn ta liên tục cà khịa Seroy rằng hãy biết thân biết phận, đừng có đấu với Jang Ga vì đó là điều bất khả thi. Vì buổi ghi hình bị hủy nên Seroy rất buồn, Isel đã ở bên động viên anh. Tiếp đó cả hai cùng đi dạo trên phố thì gặp được Soa. Nhưng lần này Seroy chỉ chào hỏi xã giao vài câu rồi lạnh lùng bước qua Soa khiến cô rất buồn. Sau đó Isel đã nói cho Seroy biết sự thật rằng người gọi điện báo cảnh sát đình chỉ kinh doanh quán hôm đó không phải là Soa mà là một người bạn có tư thù riêng với Isel. Nghe đến đây Seroy tức tốc chạy đi tìm Soa để giải bày. Họ gặp lại nhau ở bến xe buýt và Seroy đã xin lỗi Soa vì đã hiểu nhầm cô trong suốt thời gian qua. Khi chưa kịp thô lộ lòng mình thì xe buýt đi tới khiến hai người phải chia tay nhau. Seroy nói ra quyết tâm sẽ không để Soa phải chịu khổ thêm nữa nên sẽ xử lý công ty Jang Ga ngay lập tức. Sau khi Soa rời đi, Seroy đã gọi điện ngay cho người tên Lee Ho Jin để xin cậu ta cấp vốn đầu tư vào Đàm Bạn của anh. Không ai khác đó chính là cậu bạn ngày xưa đã từng bị Geun Won bắt nạt suốt thời đi học. Thì ra 8 năm trước, nhân cơ hội cổ phiếu của tập đoàn Jang Ga bị giảm mạnh do vụ bê bối của cậu công tử Geun Won nhà họ Jang, Seroy và cậu bạn Ho Jin đã đầu tư mua lại rất nhiều cổ phiếu của công ty này. Và hiện nay công ty đang trên đà phát triển và với số cổ phiếu trọng tay, Seroy đã trở thành một cổ đông lớn của tập đoàn Jang Ga. Vì điều đó, ngay hôm sau, chủ tịch Jang đã đích thân tới quán nhậu Đàm Bạn để gặp Seroy. Cả hai mặt đối mặt và tỏ ra vô cùng nguy hiểm, tuy nhiên Seroy vẫn đón tiếp ông một cách vô cùng chu đáo. Ông Jang cùng mọi người thưởng thức đồ ăn tại Đàm Bạn rất ngon miệng. Khi ăn xong, ông Jang bắt đầu giảng giải đạo lý cho Seroy nghe. Khi ông ta nhắc đến bố Seroy, anh đã không kìm nổi cảm xúc mà nói thẳng vào mặt bố con ông Jang. Anh cũng không ngần ngại nói về kế hoạch trả thù cho người bố quá cố của mình và sẽ bắt bố con ông Jang phải hối hận về những gì đã làm. Chuyển cảnh phía bên này, ta gặp lại cậu bạn Ho Jin, người đã giúp Seroy trở thành cổ đông của Jang Ga. Nhớ lại quá khứ, trong thời gian Seroy bị đi tù, Ho Jin đã đến thăm anh. Ho Jin rất cảm kích vì Seroy đã ra tay bảo vệ cậu ta khi bị Geun Gum bắt nạt. Nếu không có Seroy bảo vệ cậu ngày đó thì có lẽ đã không còn Ho Jin của hiện tại. Vì để báo đáp ân tình nên Ho Jin đã âm thầm quản lý tài chính và nuôi nó giúp Seroy trong suốt 10 năm qua để nó trở thành số tiền khổng lồ như hiện tại. Cả hai gặp nhau và tâm sự về chuyện trong quá khứ. Nhiều năm về trước, Seroy và Ho Jin đã có một buổi gặp mặt với bà giám đốc điều hành công ty Jang Ga. Seroy muốn kết hợp cùng bà giám đốc để lật đổ ông chủ tịch và đưa bà lên làm chủ tịch mới của tập đoàn. Vì lúc đó chưa có gì trong tay nên bà giám đốc chưa thể đặt niềm tin vào Seroy. Nhưng vì anh là con trai của ông Park, một người đồng nghiệp mà bà rất kính nể, nên bà đã cho Seroy một cơ hội hợp tác nếu anh nắm trong tay 1% cổ phần và 2 tỷ won của công ty. Trở lại thực tại, Seroy và Ho Jin gặp lại bà giám đốc khi đã có đủ điều kiện trong tay. Hai bên đã bắt tay đồng ý hợp tác để lật đổ ông chủ tịch Jang. Sáng hôm sau, bà giám đốc đến Kang đến nhà chủ tịch đánh cờ và trao đổi một số công việc. Sau khi giám đốc rời đi, tay thư ký Kim mang tới cho chủ tịch Kang những bức ảnh bằng chứng chụp Seroy và bà giám đốc đã bắt tay hợp tác với nhau. Sáng hôm sau tại quán Đàm Bạn, Isel bắt đầu có suy nghĩ khác về anh chàng Seroy ngây ngô này. Quả thật anh không phải là người đơn giản như vẻ bề ngoài. Vì quá thắc mắc mối quan hệ của Seroy và công ty Jang Ga nên Geun So đã đến hỏi bố mình. Tuy nhiên ông không trả lời rồi còn đưa cho Geun So thông tin du học tại Mỹ và muốn cậu sống yên phận cùng mẹ. Tuy nhiên làm sao Geun So có thể chấp nhận được điều đó chứ? Gia đình này trước giờ đã không quan tâm đến sự tồn tại của cậu nên cậu sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Sau khi chịu những áp lực chèn ép từ bố, Geun So hẹn Isel ra để tâm sự. Biết cậu bạn Geun So này đã thích mình từ lâu nên Isel nói sẽ cho cậu một cơ hội nếu cậu lật đổ và cướp được công ty từ tay bố. Sau đó cả hai trở về quán Đàm Bạn thì đúng lúc Seroy xách ba lô và đi có việc. Thấy vậy, Isel liền bỏ hết công việc tại quán và bám theo Seroy. Cô gái cố chấp này nằng nặc đòi đi theo Seroy, đi đâu cũng được miễn là đi cùng anh. Cũng đành chịu nên Seroy đã chấp nhận để cô đi theo mình.
cả hai lên xe buýt di chuyển đến một vùng quê nhỏ. Họ tìm đến nhà viên cảnh sát điều tra vụ tai nạn của bố xe Roy 10 năm trước. Anh ta đã nghỉ làm công việc cảnh sát và chuyển về đây sống với vợ con. Vì cảm thấy hối hận về những việc làm năm đó nên anh ta đã quỳ xuống tạ lỗi với xe Roy. Anh ta sẽ đền bất cứ thứ gì cho dù là cả tính mạng, nhưng hiện tại anh ta vẫn còn một cô con gái cần lo lắng nên đã cầu xin xe Roy và bật khóc nức nở. Tối hôm đó vì trời mưa rất to nên Isel và xe Roy ngủ lại nhà viên cảnh sát đó. Khi nhìn thấy những vết sẹo trên tay xe Roy, Isel biết anh đã từng phải trải qua những ngày tháng vất vả khổ cực như thế nào. Điều đó càng làm cô cảm thông và thấy yêu xe Roy nhiều hơn. Cô bật khóc và hứa sẽ phải bảo vệ người đàn ông này của cuộc đời mình. Sáng hôm sau khi đang chuẩn bị mở cửa hàng thì Soa đến xin đá. Họ cũng gặp lại ông chủ nhà và được ông thông báo căn nhà hiện tại họ đang thuê đã bị bán và chủ nhà mới muốn tăng tiền nhà. Hợp đồng thuê nhà thì chỉ còn nửa năm nữa là hết hạn nên tất cả đều rất lo lắng. Trong tình thế khó khăn như này chỉ còn cách gọi điện cho chủ nhà để xin họ nhượng lại căn nhà với giá rẻ hơn. Tuy nhiên khi đầu dây bên kia nhấc máy thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Không ai khác chính là chủ tịch Giang, khiến xe Roy đứng hình. Biết bản thân đã bị ông Giang đưa vào thế nên xe Roy vô cùng bất lực. Biết người mua lại căn nhà chính là chủ tịch Giang, Isel rất tức giận và trách mắng Soa và Geonso. Do quá tức giận nên Isel đã ném thùng đá của Soa ra ngoài cho bõ tức rồi bỏ đi luôn. Soa trở về quán Giang gà thì gặp lại Geun-won đang chờ và muốn mời cô đi ăn. Soa đã thẳng thừng từ chối và còn nhắc về chuyện Geun-won đã gây ra cái chết của bố xe Roy năm đó. Chuyển cảnh vì chuyện mặt bằng của quán đàm bạn, xe Roy đã đến tập đoàn Giang gà một chuyến và trực tiếp gặp mặt ông Giang. Xe Roy xuống nước cầu xin ông ra nhượng lại mặt bằng hiện tại của đàm bạn cho anh, nhưng nói hết nước hết cái ông ta cũng không đồng ý và chỉ nhận lại sự khinh bỉ, khiến xe Roy càng phải thực hiện quyết tâm một ngày nào đó sẽ lật đổ ông ta. Ông ta buông ra những lời đe dọa muốn xe Roy phải từ bỏ, nhưng anh nói chỉ chấp nhận nếu ông ta nhận hết lỗi, rồi sau đó anh lạnh lùng rời đi. Sau khi biết chuyện, Soa đã đến tìm chủ tịch Giang để xin ông rút lại quyết định thu lại mặt bằng quán đàm bạn, nhưng với bản chất ngoan cố nên ông Giang đã từ chối rồi đuổi Soa ra ngoài. Xe Roy cùng các đồng nghiệp đi nhậu để vơi đi nỗi buồn. Sau khi ra về, Geonso đã gặp riêng xe Roy để xin lỗi anh về những chuyện mà bố và anh trai đã làm gia đình xe Roy. Geonso cũng rất hâm mộ và cảm phục tinh thần ý chí của xe Roy nên không muốn nghĩ việc tại đàm bạn. Cũng không phải người nhỏ mọn nên xe Roy không bận tâm đến những chuyện đó và nói sẽ không đuổi việc Geonso. Bên này, Seung rủ những người còn lại vào hộp đêm để quẩy, nhưng đến lượt Tony thì bị ngăn không cho vào vì ở đây lại có quy định cấm người châu Phi. Tony liên tục khẳng định bản thân là người Hàn Quốc nhưng tên bảo vệ cốt là không chịu nghe. Isel còn nói Tony da đen, vậy thì dựa vào đâu nói mình là người Hàn Quốc, khiến anh rất tức giận rồi bỏ đi luôn. Sáng hôm sau mọi người đến cửa hàng thì nhìn thấy dòng chữ chửi Isel là đồ phân biệt chủng tộc, khiến cả đám cũng đến cạn lời. Sau đó Geun-so đến tìm và tâm sự với Isel về quyết định của mình. Cậu sẽ dùng điều kiện đi du học theo ý bố để yêu cầu ông nhượng lại mặt bằng quán đàm bạn cho Seroy. Isel nghe thấy vậy thì vô cùng cảm kích nếu Geun-so thật sự làm điều đó. Geun-so vô cùng buồn bã nhưng cũng không biết nói gì hơn vì cậu biết trái tim của Isel đang hướng về ai. Sau đó cả quán có một cuộc họp và Geun-so đã đưa ra quyết định xin nghỉ việc tại đàm bạn rồi đi du học để đảm bảo cho cửa hàng không bị tập đoàn Giang gà làm khó nữa. Đương nhiên là xe Roy sẽ không đồng ý, nhưng còn Isel thì lại nhiệt tình ủng hộ quyết định này của Geun-so. Xe Roy nói cô rất vô cảm nên không xứng đáng làm quản lý của quán nữa. Xe Roy lớn tiếng trách mắng Isel, cùng lúc đó Soa cũng ở đó muốn lên tiếng bênh vực nhưng xe Roy không đồng ý. Tất cả những điều Isel làm đều là vì xe Roy. Hai bên cãi qua cãi lại khiến bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng. Sau đó tại một quán nước, Isel đã thẳng thắn nói Soa liên tục tới nhưng hễ lần nào tới là lần đó có chuyện. Isel đưa ra lời cảnh cáo nhưng Soa lại khẳng định dù Isel có cố gắng thế nào đi nữa, xe Roy cũng vẫn chỉ thích cô mà thôi. Cũng không thể thay đổi được tư tưởng của xe Roy. Isel trên đường trở về đã suy nghĩ rất nhiều về những lời Soa nói. Cũng vì thấy những lời nói của mình với Geun-so đã gây tổn thương sâu sắc nên cô đã đích thân tới tận nhà Geun-so để xin lỗi cậu. Cũng nhân cơ hội này Geun-so đã tỏ tình với Isel, nhưng cô lại nói bản thân chỉ thích mỗi xe Roy thôi. Chuyển cảnh tại phòng công chứng, Tony đang cố gắng xin giấy chứng minh rằng anh là người gốc Hàn Quốc nhưng do không có giấy tờ xác nhận thân nhân nên nhân viên ở đó không thể giúp được anh. Vì để xin lỗi Tony, Isel đã đăng lên blog một bài viết nói về vấn nạn phân biệt chủng tộc và được rất nhiều người ủng hộ. Khi đọc được bài viết này, Tony đã quay trở lại quán. Isel đồng ý sẽ giúp Tony tìm lại bố để chứng minh anh là người Hàn Quốc, khiến mọi người rất vui. Thấy Isel đã thay đổi, xe Roy đã tự tay đeo bảng tên quản lý đàm bạn cho Isel mà trước đó chính anh là người đã gỡ nó xuống. Phía bên này, chủ tịch Giang khi biết xe Roy đã mua hẳn một căn nhà để tiếp tục kinh doanh thì ông biết không thể ngồi yên được nữa rồi. Cả nhóm xe Roy cùng nhau tân trang lại nhà hàng mới và chuẩn bị để tiếp tục kinh doanh nhà hàng.
Ysel còn tích cực livestream trên nền tảng mạng xã hội của mình để quảng bá cho nhà hàng mới của bọn họ có tên là Đêm Mật Ngọt, chuyển cảnh tại một buổi diễn thuyết của tập đoàn Giang Gà. Khi Chủ tịch Giang đang phát biểu hăng say thì Ysel giơ tay lên để ý kiến. Cô đã cố tình khiêu khích ông Giang khiến ông ta như muốn phát điên nhưng vẫn cố gắng kìm nén cơn tức đó. Nhưng cũng chính vì sự bạo dạn đó của Ysel đã gây ấn tượng rất mạnh với Chủ tịch Giang. Cảm thấy Ysel có cá tính và rất tài năng nên Chủ tịch Giang đã đích thân mời cô về làm cho tập đoàn Giang Gà nhưng Ysel đã thẳng thừng từ chối. Vì cô quá thích Seroy nên mới về làm quản lý cho anh ở cái nhà hàng bé tí như vậy chứ hơi đâu mà cô từ bỏ tất cả để về đó. Chuyển cảnh tại nhà của Ho Jin vì việc mở rộng kinh doanh ngày càng lớn mạnh nên cũng sẽ phải nộp tiền. Thuế nhiều hơn cho nhà nước khiến Seroy rất đau đầu nhưng Ho Jin lại là một cao thủ trong ngành này. Anh đưa ra kế sách hãy đổi tên cửa hàng hiện tại đi. Sau khi họp các thành viên thì cuối cùng bọn họ cũng thống nhất đi đến cái tên chủ đề của phim đó là Itaewon Class. Một lúc sau hai bố con viên cảnh sát cũng đến nhà hàng của Seroy. Anh cảnh sát tới là vì việc hôm trước Seroy đã đề cập về vụ án của bố anh. Anh cảnh sát để con gái ngồi chơi một mình ở quán. Khi nhìn thấy một bé mèo dễ thương cô con gái đã đuổi theo vô tình đi lạc mất. Thật may duyên số giúp cô bé gặp được bà giám đốc Kang nên đã mượn điện thoại để gọi nhờ. Sau đó viên cảnh sát cùng Seroy đến đón cô bé. Cũng nhờ nghiệp vụ cảnh sát và sự nhạy bén của một người cha nên viên cảnh sát rất nhanh đã phát hiện ra có người đang theo dõi bọn họ. Sau đó anh một mình đi xử lý tên lén lút theo dõi đó và khống chế hắn. Thì ra hắn luôn rình rập để chụp ảnh hành tung của mọi người. Nhất là bà giám đốc Kang, không cần nói cũng biết đó là chiêu trò của Chủ tịch Giang nên Seroy đã bảo mọi người cần cẩn thận đề phòng hơn. Phía bên này Chủ tịch Giang khi xem được đoạn quảng bá quán Itaewon Class mà Ysel đăng trên mạng xã hội thì đã thực sự để ý tới tài năng của cô. Giờ đây người mà ông ta lo lắng không chỉ có Seroy mà còn có cả Ysel nữa. Chuyển cảnh quán ăn mới mở của Seroy không được thuận lợi cho lắm vì khu vực đó khá ít người. Một bà cụ sống gần đó nói rằng khu phố sẽ sập trong vòng một năm tới nhưng điều này không làm Seroy nản chí mà còn cho anh quyết tâm phải cải tạo hết cả khu phố này thành một nơi tấp nập và phồn vinh. Sau đó tại văn phòng Chủ tịch Giang Gà. Khi biết viên cảnh sát đang là nhà cung cấp chính cho nhà hàng của Seroy nên ông Giang đã dụ dỗ viên cảnh sát chuyển sang cung cấp cho công ty mình và hủy hợp đồng với Seroy. Tuy nhiên thời gian đã cho viên cảnh sát một bài học rằng anh sẽ không để quá khứ lặp lại. Anh muốn trở thành một tấm gương cho cô con gái của mình vậy nên dù Chủ tịch Giang có ra giá cao như thế nào đi nữa viên cảnh sát vẫn nhất quyết từ chối. Chuyển cảnh tại quán cà phê Geun Won lại một lần nữa đến tìm Ysel và mời cô tham gia vào tập đoàn Giang Gà nhà hắn. Geun Won còn dụ dỗ Ysel bằng một số tiền lớn nhưng chắc chắn rằng Ysel không bận tâm đến điều đó. Không những thế bằng sự thông minh của mình Ysel đã lừa tên Geun Won kia nói lại hết sự việc trong vụ tai nạn năm xưa rồi ghi âm chúng lại. Geun Won khi biết được thì vô cùng tức giận tính lao vào đánh Ysel nhưng lại bị cô nhanh tay hơn cầm cốc cà phê hất thẳng vào mặt Geun Won. Tuy nhiên chắc chắn Geun Won sẽ không bỏ qua dễ dàng cho Ysel như vậy. Geun Won đuổi theo túm được Ysel và cho cô một cái tát. Rất nhiều người xung quanh chứng kiến nhưng bị những đồng tiền của tên công tử này thao túng nên đã nhắm mắt làm ngơ. Khi tình hình đang trở lên căng thẳng thì Seroy từ đâu xuất hiện tung cho hắn ta một cú đấm. Thấy mặt của Ysel bị thương Seroy vô cùng tức giận nhưng cố kìm nén không dám làm càn trước những lời thách thức từ Geun Won. Sau đó cảnh sát cũng có mặt kịp thời để đưa Geun Won đi. Lợi dụng mạng xã hội và sức ảnh hưởng của mình Ysel đăng đoạn ghi âm lên khiến dư luận một lần nữa dậy sóng. Điều này khiến cho giá cổ phiếu của tập đoàn Giang Gà giảm xuống vô cùng trầm trọng. Chủ tịch Giang vô cùng tức giận thằng con chuyên gia báo của mình. Lợi dụng việc này bà giám đốc Kang đã tìm gặp và lên kế hoạch hợp tác với Ysel đã hạ gục hoàn toàn bố con ông Giang. Sáng hôm sau tại nhà viên cảnh sát anh đã kể hết toàn bộ sai lầm trong vụ án năm xưa với cô con gái của mình. Cùng lúc đó Seroy và bà giám đốc Kang đi tới thấy viên cảnh sát đang đi tìm con gái. Thì ra khi biết được sự thật cô bé đã không chịu nổi mà bỏ ra ngoài, giám đốc Kang đi tìm xung quanh thì phát hiện cô bé đang ngồi một mình ở công viên. Vì không muốn cha con họ phải xa nhau nên kế hoạch đưa viên cảnh sát ra làm chứng buộc tội bố con ông Giang đành phải hoãn lại. Sau đó nhóm của Seroy và bà giám đốc Kang cùng nhau họp mặt để bàn bạc về phương sách tiếp theo đối phó với bố con Chủ tịch Giang. Phía bên này tập đoàn Giang Gà dù không thể chịu đựng được thằng con báo của mình nữa nhưng vẫn không nỡ để công ty rơi vào tay của người khác nên ông Giang đã trao đổi với Soa nhằm tìm ra cách chữa cháy. Tối đó tại công ty Giang Gà, giám đốc Kang tổ chức một cuộc họp thông báo về việc sẽ bãi nhiệm Chủ tịch Giang do đã để tình cảm gia đình ảnh hưởng đến giá trị công ty. Geun Won đến cuộc họp đó muốn làm loạn nhưng đã bị giám đốc Kang lên mặt dạy cho một bài học nên đành cun cút rời khỏi đó. Tại quán Itaewon Class hiện giờ Seroy đang đối đầu rất gay gắt với Chủ tịch Giang mà Geun So vẫn đang làm ở đó nên cả hai rất khó xử với nhau. Seroy vẫn quyết tâm trả thù cho cái chết của bố mình, còn Geun So nhận ra bản thân không thể cứ sống trong lơ sợ mãi thế được. Cậu phải giành lấy Giang Gà và có tham vọng riêng cho mình. Hôm sau cuộc họp cổ đông bãi bỏ chức Chủ tịch diễn ra.
Tên công tử Geun-won gặp lại Se-roi cũng có mặt ở đây. Hắn tức điên khi nhìn thấy Se-roi nhưng cũng chỉ bất lực buông ra những lời trách móc rồi uất ức bỏ đi. Tuy nhiên bất ngờ xảy ra khi trong cuộc họp cổ đông, ông chủ tịch đã nhận hết toàn bộ lỗi sai về mình và nói ra sự thật về vụ án năm đó. Điều đó khiến cho mọi dự tính ban đầu của nhóm Se-roi và bà giám đốc tự nhiên rơi vào tuyệt vọng. Sau đó bọn họ gặp nhau ở quán nhậu răng gà. Thất bại lần này khiến tinh thần bà giám đốc đi xuống trầm trọng. Đến hiện tại bà đã vô phương vô sách nên chỉ còn mong chờ vào sự cố gắng chiến đấu duy nhất từ Se-roi. Ngày hôm sau diễn ra buổi xét xử tội danh của Geun-won trong vụ tai nạn gây chết người 11 năm trước. Chủ tịch Giang đã thật sự quý trọng công ty hơn tình thân nên đã chấp nhận hy sinh con trai mình vì chỉ muốn tập đoàn răng gà mãi mãi thuộc về ông ta. Se-roi mặt đối mặt với chủ tịch Giang và vô cùng bất lực trước loại người như ông ta. Chuyển cảnh sau đó tại phần mộ của bố mình, Se-roi đã kể lại toàn bộ những điều đã diễn ra. Những thứ mà anh đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua và chỉ mong bố ở đó có thể yên lòng vì anh. Se-roi mời bố chén rượu năm xưa và đến giờ nó vẫn còn vị đắng như vị trong lòng anh vậy. Nhờ sự quan tâm từ dư luận, chương trình quán ăn tuyệt nhất đã liên lạc với Se-roi mời quán của họ tham gia. Đúng lúc này Geun-so cũng xin nghỉ việc tại đàn bẩm khiến ai nấy đều sững sờ. Sau khi nói chuyện Se-roi dù không biết lý do là vì Yi-seo nên Geun-so đã quyết định sẽ tranh giành Jang-ga, nhưng anh vẫn tôn trọng quyết định rời đi của cậu. Lúc này Hyun-yi sau cuộc đại phẫu đã xinh đẹp quay lại vị trí bếp trưởng đàn bẩm của mình. Vào ngày chuẩn bị cho chương trình Tony mất tập trung nên đã cho nhầm bột cà ri vào món ăn. Nhưng nhầm lẫn này lại tạo nên một hương vị hoàn toàn mới giúp đàn bẩm đoạt được giải nhất trong chương trình quán nhậu tuyệt nhất. Điều này giúp tên tuổi của nhóm Se-roi lên một tầm cao mới, thu hút cả những đại diện công ty đầu tư. Không bỏ lỡ cơ hội này, Yi-seo đã mang cuốn sách tổng hợp ưu nhược điểm của mình ra để chuẩn bị cho chuỗi nhà hàng sắp tới. Nhưng Se-roi thì lại có suy nghĩ ngược lại, khiến hai người mở ra một cuộc tranh cãi nảy lửa. Tuy nhiên kế hoạch của Yi-seo cũng rất đúng đắn, sau đó anh đã tìm đến người bạn của mình lấy visa cư trú cho Tony. Còn không ngừng đi dán tờ rơi tìm người thân cho cậu, và cảnh sát cũng đã tìm đến Se-roi phạt anh vì việc làm này là không hợp pháp. Cảm thấy anh luôn do dự không phải chuyện tốt nên Yi-seo đã lôi Se-roi lên sân thượng mà cằn nhằn chuyện chuỗi nhà hàng. Không ngờ lần này anh chỉ hỏi cô có tự tin không rồi quyết định sẽ liều lĩnh lần này cùng Yi-seo. Trước khi đến gặp giám đốc công ty đầu tư, Se-roi đã nhớ tới lời bà chị dặn dò. Vì thế để đánh dấu giá trị quán ăn của mình, anh đã kiên quyết ra giá 5 tỷ won cho thương hiệu nhượng quyền đàn bẩm. Việc này lập tức trở thành tin sốt dẻo và thu hút thêm được rất nhiều các nhà đầu tư con. Đây sẽ là một cơ hội mới tốt đẹp mở ra với đàn bẩm cũng như với Se-roi. Để ngang hàng đánh bại Jang-ga hay là không đây? Chuyển cảnh khi trở về nhà, cả nhóm Se-roi đã thấy bà lão khách quen đang bất tỉnh nhân sự nên đã đưa bà đến bệnh viện. Mà họ không ngờ đây chính là cơ hội giúp Tony nhận lại người nhà. Người trong ảnh là bố Tony cũng là con trai bà và ông cũng đã mất vì tai nạn giao thông. Nhờ nhận lại người thân mà Tony sẽ không gặp trở ngại khi nhập quốc tịch nữa. Nhưng Tony sẽ tiếp tục làm việc với nhóm hay sẽ dành thời gian bên người thân duy nhất hiện tại cũng là vấn đề cả nhóm rất suy nghĩ. Chuyển cảnh cuộc thi quán ăn tuyệt nhất đã đến vòng thi tiếp theo, dưới sự theo dõi của cả hai phía đàn bẩm và Jang-ga. Khi được trưởng phòng ô hỏi đến, Geun-so không ngần ngại mà nói rằng Jang-ga của họ sẽ thua cuộc. Và quả nhiên đàn bẩm lần này lại giành chiến thắng, nhưng đầu bếp bên Jang-ga lại không hề thấy có trách nhiệm. Lại tự cho là mình đã cố hết sức khiến Geun-so không nhịn được mà vỗ mặt đôm đốp. Sau đó Se-roi đã có lời mời Geun-so và trưởng phòng ô đi ăn liên hoan. Mà cô ta lúc này quen tay mà khoác lấy Se-roi nhưng đã bị Yi-seo chạy đến cản phá. Tiệc vui là không thể thiếu trò chơi. Ngay khi bắt đầu trò nói thật, Yi-seo đã đen đủi làm người mở màn. Lập tức nhận được câu hỏi của Geun-so rằng nếu cậu giành được Jang-ga thì cô sẽ ở bên cậu chứ, khiến ai nấy đều sốc toàn tập. Và người kém may mắn tiếp theo là Se-roi, nhưng câu trả lời anh thích Soa như thứ gì đó làm tổn thương trái tim của Yi-seo. Duy nhất chỉ có Geun-so để ý tới cảm nhận của cô mà đặt câu hỏi cho Se-roi đã từng xem Yi-seo là phụ nữ chưa. Buồn thay câu trả lời lại là em gái và đối tác. Nghe đến đây cô không nhịn được mà bật khóc, mà Se-roi bên này vẫn không hiểu được cảm giác của Yi-seo. Dưới sự thúc giục của Hyun-yi, anh đã ngay và luôn đuổi theo người con gái mà anh đã từng nói là quan trọng với bản thân. Còn Yi-seo vẫn vì câu nói của Se-roi mà không giấu nổi nỗi lòng của mình. Cuối cùng cô cũng bày tỏ được hết cảm xúc trước mặt Se-roi. Tuy nhiên chỉ nhận được sự từ chối của anh, vừa đau lòng lại mất mặt, Yi-seo đã bỏ đi trong trời đông tuyết rơi trắng xóa. Nhận được lời khuyên từ Hyun-yi nên Yi-seo đã quyết định xin nghỉ tạm thời để cân bằng lại cảm xúc, cũng như giúp Se-roi phân biệt được rõ đâu là tình cảm thật sự, đâu là sự quen thuộc. Nhưng ngay khi cô chuẩn bị bay đến một nơi xa thì nhận được một loạt tin nhắn rút vốn đầu tư. Bên này Se-roi cũng đang rất đau đầu vì họ đã tự bỏ ra 500 triệu won để hoàn thành bước đầu cho dự án đầu tư. Còn Yi-seo cũng đang rất tự trách bởi chính cô mới là người khăng khăng thúc giục cho dự án chuỗi nhà hàng lần này. Quay lại với đàn bẩm lúc này là một khung cảnh lộn xộn. Các chủ nhà hàng lần lượt đến đòi lại số tiền đã bỏ ra cho Yi-seo.
Vừa hay Seroy nhìn thấy bình hoa cảnh cáo từ Jangga trên tay Soa, cùng với việc mọi người vẫn đang chỉ trích nhân viên khiến Seroy như bùng nổ. Việc đến nước này Seroy chỉ còn lựa chọn tiếp tục chiến đấu nhưng Soa đã ngăn cản vì không muốn thấy cậu tiếp tục tổn thương. Cô muốn Seroy từ bỏ mọi thù hận và sống hạnh phúc bên mình. Đúng lúc này Isel đã gọi tới với một giọng rất áy náy đã làm cho Seroy có thêm niềm tin vào con đường phía trước. Ngày hôm sau Isel đã quay trở lại với công việc và bắt đầu tìm kiếm nhà đầu tư mới. Thu hút họ là một bà lão tên Sunji đã ngoài 70 nhưng lại là một bà trùm bất động sản khét tiếng với hành tung bí ẩn. Bất ngờ rằng đó lại chính là bà nội của Tony cũng chính là khách quen của quán. Quả nhiên người giàu thường thích giả nghèo. Khi Isel đang dùng mọi cách nũng nịu và lôi cả Tony vào nhưng Seroy cố chấp đã từ chối vì lòng tự trọng quá cao. Làm bà rất tức giận mắng cậu sẽ thất bại vì chính sự cố chấp đó. Cuối cùng nhìn lại nhân viên đang ngày đêm chịu khổ Seroy đã thay đổi được suy nghĩ trong lòng. Rồi quyết định gọi cho Tony muốn hẹn gặp bà cậu ấy thì biết được Isel đã theo bà đến tận Jeju để xin đầu tư. Khi đang nói chuyện với Isel về chuyến đi này của cô bà đã bất thình lình nghe máy, chỉ thấy bà không ngừng cảm thán Seroy là một tên ngốc. Sau đó bà đã đưa ra điều kiện họ phải thắng cuộc thi quán ăn tuyệt nhất thì sẽ nhận được đầu tư thích đáng. Và Seroy đã nói chuyện này với Huyên Y để cô có thể thêm phần căng thẳng. Quả là muốn xem nách của tên này có thâm không mà sao thâm quá. Nhưng đúng lúc này một bài báo tố cáo Huyên Y là người chuyển giới đã khiến cô rơi vào mặc cảm. Mà người đứng sau chuyện này lại là Geun So vì mù quáng với chiến thắng mà đạp đổ cả tình bạn quý giá. Chuyển cảnh Seroy cuối cùng cũng tìm được Huyên Y bằng những câu nói từ tận đáy lòng của anh đã tiếp thêm cho cô dũng khí. Tuy nhiên sự xấu hổ và nỗi mặc cảm liệu có dễ dàng xóa tan đến thế với tất cả sự sục sôi trong lòng. Seroy cũng không ép Huyên Y phải tiếp tục tham gia nên đã quyết định đứng lên thi thay cho Huyên Y. Nhưng cô gái mạnh mẽ vượt qua cả sự sắp đặt của tự nhiên sẽ dễ dàng bỏ cuộc như vậy sao? Quả nhiên chương trình vẫn tiếp tục ghi hình với sự trở lại và nỗ lực của Huyên Y, không phụ sự mong chờ của mọi người. Huyên Y thật sự đã giành chiến thắng chung cuộc, mở ra một cái nhìn mới của mọi người về năng lực của bạn hoàn toàn không bị lu mờ chỉ vì vấn đề cá nhân, cũng như mở ra cho đàn bẩm một lần sống lại. Bên này Isel đã trở lại và tìm đến Geun So cho cậu ta một phát và mong cậu sẽ tỉnh táo lại nhưng kẻ si tình này đã thực sự trở nên biến chất. Việc giành được Jangga để có được Isel cũng như cái cớ cho sự hiếu thắng của Geun So mà thôi. Chuyển cảnh đàn bẩm sau cú vớt từ bà Sujin đã tiến gần hơn đến với vạch chiến thắng. Lần này Seroy cũng đã quyết tâm chơi lớn đưa đàn bẩm vươn tầm thế giới chứ không riêng gì là số 1 trong nước nữa. Ước mơ còn có ước mơ lớn hơn vì vậy chúng ta hãy luôn nỗ lực thực hiện ước mơ nhỏ để dần đạt được ước mơ to lớn. Sự phát triển cũng kéo theo giao diện tranh xả của tất cả nhân viên đàn bẩm. Tuy nhiên không có chuyên môn nên trong cuộc họp không ngừng bị đồng nghiệp lên mặt mà Isel rất ngầu chỉ nói mấy câu đã khiến họ phải câm nín. Chuyển cảnh Seroy bắt gặp Isel đang mua sắm online bằng máy tính của mình. Thấy anh cứng nhắc đuổi mình về phòng làm việc, Isel bèn nũng nịu để Seroy mua sợi dây chuyền này cho bản thân nhưng gã đầu gỗ này nào có lãng mạn như vậy. Khi Isel lần nữa tỏ tình với anh thì Huyên Y bước vào khiến anh chàng vô cùng bối rối. Một câu hỏi từ Huyên Y đã giúp Seroy nhớ ra sinh nhật năm ngoái anh chưa hề mua quà tặng cho Isel. Sau khi rời khỏi công ty, Seroy đã tình cờ gặp Soa đang đợi mình. Vốn định cùng nhau đi ăn tối nhưng anh lại nhận được cuộc gọi từ Hojin rồi vội vã rời đi, mà lúc này Isel đứng gần đó đã nhìn thấy hết. Để không mất mặt nên Soa đã nói về việc Seroy vẫn luôn thích mình. Còn Isel lại cảm thấy cô thất chẳng ra làm sao khi chỉ biết đòi hỏi mà không thực sự yêu Seroy bằng Isel. Khiến Soa không nói thêm được bất kỳ lời công kích nào nữa vì Isel nói đúng rồi còn đâu nữa mà bao biện. Lúc này Hojin đã nói với Seroy chuyện Geun Won đã ra tù. Dù thế thời đã thay đổi nhưng nỗi sợ của Hojin thì vẫn còn đó. Đồng thời tin chủ tịch Jangga bị ung thư giai đoạn cuối đã làm Seroy không thể tin nổi vào tai mình. Rồi lập tức nhấc điện thoại lên gọi cho chủ tịch Jangga, bởi anh không muốn ông ta nhận quả báo rồi ra đi dễ dàng như thế. Người như ông phải bị trừng phạt bởi Seroy. Thật thú vị khi người duy nhất muốn chủ tịch tiếp tục sống lại là Seroy. Nói rồi anh quay trở lại công ty. Thấy Isel đang mệt mỏi trên bàn liền cởi áo mà khoác cho cô, bất chợt làm Isel thức giấc cảm thấy rất cảm động. Sáng hôm sau Hojin đã mang tin chủ tịch sẽ để quyền thừa kế cho Geun So sớm thôi. Và họ cùng lên kế hoạch bãi nhiệm ông ta trước khi ông ta kịp từ chức. Khi chỉ còn hai người Seroy và Isel tìm kiếm những cánh tay xung quanh chủ tịch Jangga để hạ bệ ông ta, thì Soa đã gọi đến mời Seroy hẹn hò nhưng anh đã từ chối vì quá bận. Còn Isel thấy vậy thì liền tỏ ra ghen tuông mà nói những lời khó nghe về Soa. Điều này làm cho Seroy rất bực bội mà một lần nữa nhấn mạnh chuyện anh không coi cô là phụ nữ với Isel. Ngay lập tức lại cảm thấy có lỗi với cô, chứng tỏ anh đã bắt đầu có cái nhìn khác về cô gái này. Lần này Isel sẽ phụ trách làm việc với cổ đông của Jangga. Dù Hojin rất lo lắng vì cô còn quá trẻ nhưng Seroy lại đặt trọn niềm tin lên Isel, còn cô đã đặt trọn hy vọng vào cuộc họp cổ đông nên rất lao lực đến chảy máu mũi. Tuy nhiên cô vẫn không từ bỏ mà tiếp tục đi gặp các cổ đông khác.
Tại đây gặp lại Geun Ju đã đến trước một bước. Bên này Soa cảm thấy bất an từ lần nói chuyện trước với Isel nên đã hỏi lại Seroy rằng cậu còn thích cô không, và dù không phủ nhận nhưng anh vẫn giữ thái độ lưỡng lự. Đúng lúc này Isel cùng Geun Ju cũng tới. Nhìn cô bỏ đi, Seroy lại vỗ vỗ đầu muốn đuổi theo thì Soa nắm lấy tay anh mà ích kỷ níu kéo anh. Cuối cùng vẫn là Seroy chậm một nhịp. Isel đã lên xe, chỉ còn lại Geun Ju đang trách móc anh. Ngày hôm sau thể lực Isel thật sự bất an trước đại hội cổ đông, nhưng vẫn cố gắng gượng cho đến khi kiệt sức mà ngất đi. Sau đó cuộc họp đã được diễn ra với sự vắng mặt của Isel nên việc bổ nhiệm cô cũng đã bị bác bỏ. Ai nấy đều rất ngạc nhiên về kết quả này. Duy chỉ có cha con Geun Ju đã có chuẩn bị từ trước nên rất đắc ý, còn Seroy vốn luôn quan tâm đến Isel mà không màng đến các cổ đông cần được xoa dịu. Anh lập tức chạy đến bệnh viện hỏi thăm Isel, còn cô chỉ chăm chăm muốn thực hiện kế hoạch B của mình. Quá bất lực với nhân viên nhiệt huyết, Seroy đã phải ra tối hậu lời nếu cô không nghỉ ngơi sẽ bị sa thải. Còn mọi người trong công ty bao gồm cả Seroy đang phải tiếp nhận công việc giang dở của Isel khi mở ngăn kéo chứa tài liệu quan trọng của cô. Seroy vô tình phát hiện bức tranh cô vẽ bản thân, liệu Seroy cứng nhắc có hiểu được hết nỗi lòng của Isel? Anh có dám can đảm đón nhận tình yêu to đùng này từ cô hay không? Lập tức Seroy đã lái xe muốn đến gặp Isel. Trên đường đi không ngừng nhớ về những lời tâm sự của cô khiến bản thân càng thêm áy náy vì thái độ của mình đã làm tổn thương cô. Còn Isel đã phát hiện hộp quà Seroy chuẩn bị cho mình là sợi dây chuyền cô rất yêu thích. Mà bên này Seroy đang nói chuyện với Geun Won rằng bản thân đã thích Isel. Không biết rằng Isel đang gặp nguy hiểm, đến khi quay lại phòng bệnh và nhận được tin nhắn nạc danh mới nhận ra vấn đề. Đồng thời Geun Ju cũng đã kịp phát hiện bất thường nên lập tức đuổi theo Seroy. Bất ngờ là kẻ đứng sau phi vụ bắt cóc này chính là Geun Won. Vì quá kích động, Geun Ju đã lao lên trước suýt chút thì đi chầu ông bà, nhưng Seroy đã kịp thời đẩy cậu ta sang một bên, cứu được cậu ta một mạng, còn bản thân thì bị đâm trực diện, mà Geun Won không hề có ý định tha cho Geun Ju. May mắn là trước khi bị đánh bất tỉnh đã kịp gọi cho Seung Won, sau đó cảnh sát đã tới đưa Seroy tới bệnh viện cấp cứu. Tin tức này cũng nhanh chóng trở nên hot hơn bao giờ hết. Trong khi đó, tên điên Geun Won đang thông báo tin Seroy đang nguy kịch với Isel và Geun Ju. Ngoài mặt Isel vẫn tỏ ra sợ hãi và đau khổ, nhưng ngay khi Geun Won rời đi, cô đã lấy lại bình tĩnh mà cởi trói thật nhanh. Bên này Seung Won cũng đã tìm đến tên đại ca gây ra tai nạn cho Seroy. Chắc hẳn anh đã đoán ra bọn này chính là tay sai. Thấy bọn này không chịu hợp tác nên Seung Won đã lấy cảnh sát ra dọa bọn chúng. Còn lúc này Seroy vẫn đang trong giấc mộng có bố nên vẫn chưa tỉnh lại, và Huyên Y nhận được điện thoại từ Seung Won đang ở sở cảnh sát. Hóa ra anh đã chịu một đấm để có cớ báo án lôi tên đại ca lên đồn. Trở lại với Isel vẫn đang miệt mài cắt dây chói. Và quả thật đã thành công, dù không dễ dàng thoát ra nhưng cô cũng không chọn cách từ bỏ. Đợi đến khi Geun Won quay lại, Geun Ju đã đập anh ta sấp mặt, nhưng Isel có vẻ không muốn bỏ qua cho tên này vì hắn còn dã tâm làm hại Seroy. Tuy nhiên cơ hội là ngắn ngủi nên theo lời Geun Ju đành bỏ trốn trước. Mà bên này Seroy vừa tỉnh lại rất lo lắng cho Isel nên lại muốn một lần nữa lao mình vào chỗ nguy hiểm. Mặc kệ sự can ngăn từ Soa, anh vẫn kiên quyết với lập trường của mình, vì anh thích Isel thì làm sao có thể ở đây trong khi cô đang gặp nguy hiểm được. Nói rồi anh với thương tích đầy mình đã đến trước mặt chủ tịch Giang Ga, đem chuyện này ra uy hiếp đến Giang Ga ông ta quý trọng hơn cả mạng sống. Nhưng lão già này vốn không dễ gì bán đứng con trai mình nên buộc Seroy phải hạ mình quỳ gối đổi lại xô an toàn cho Isel. Và quả nhiên tất cả những gì ông ta muốn chỉ là Seroy nhận thua trước bản thân mình. Cảm thấy người dùng thủ đoạn để ép đối thủ phải nhận thua không đáng để Seroy tiếp tục đuổi theo trả thù nữa. Không thèm nghe ông già bao biện mà anh giật địa chỉ của Geun Won trong tay ông ta rồi bỏ đi. Chuyển cảnh đám Geun Won thuê đang muốn thủ tiêu Isel và cậu em trai mình, chợt cô với lấy cái sẻng chĩa về chúng khiến bọn này cười khẩy khinh thường. Đã thống nhất với nhau cùng lao vào nhưng đếm đến một thì Isel lập tức bỏ chạy, để lại Geun Ju ở lại cố gắng cầm chân bọn này. Trong vòng chưa đầy nốt nhạc, Geun Ju đã bị đánh như đòn. Khi đại ca định xử nốt Geun Ju thì anh trai đã trỗi dậy lương tâm quyết định bỏ qua cho cậu, trong khi đó vẫn tiếp tục chơi trò mèo bắt chuột với Isel. May mắn đã gặp được Seroy nhận ra cô và tăng tốc đâm mạnh vào xe Geun Won. Quả nhiên xế xịn nên an toàn cũng phải gọi là rất gì và này nọ các bạn ạ. Dù Seung Won đã quyết định ở lại giữ chân cho hai người chạy thoát nhưng Geun Won nào có dễ bỏ cuộc, hắn đã lên xe và lập tức đuổi theo. Chạy được một lúc, vết thương của Seroy bắt đầu kéo đến cơn đau dữ dội hơn. Bằng tất cả sức lực anh đã nói hết lòng mình với Isel. Đúng lúc này Geun Won đã kịp đuổi đến bị cho ăn cơm chó nên tên này cay cú lắm. Sau đó là một màn solo giữa một người khỏe mạnh và một người đang bị thương sắp ngỏm. Nhưng với một sức mạnh vô hình nào đó như niềm tin và hy vọng mà Seroy đã cho tên kia ăn hành trong chốc lát. Tưởng mình đã đánh bại Seroy nhưng anh đã luôn có thể đứng dậy, khiến Geun Won cảm thán mà thốt lên tưởng anh là xác sống.
rồi một nắm cát bay vào mặt tên điên này, sau đó là một đấm, hai đấm và hắn đã gục ngã. Vừa hay Isel đã quay trở lại cùng cảnh sát đúng lúc xe Roy suýt ngỏm thật. Người ác sẽ phải gặp báo ứng, Soa với những chứng cứ đen trong tay đã giao nộp cho cảnh sát. Tập đoàn Zhangga cũng từ đó mà rơi vào vòng lao lý. Chuyển cảnh mẹ Isel sau khi biết mọi chuyện xảy ra với con gái thì vô cùng tức giận. Tuy nhiên một người đẹp trai lại giàu có biết điều như xe Roy cũng làm bà nguôi ngoai. Vừa trở về từ bệnh viên, xe Roy đã gặp lại chủ tịch tại quán đam ban của mình, thấy anh đích thân vào bếp nhân viên không khỏi thắc mắc. Còn chủ tịch vẫn thắc mắc về món canh xe Roy làm, nhưng khi ăn thử đã khiến ông ta có cái nhìn khác về năng lực của cậu. Để trả phí cho bữa ăn, ông chủ tịch cuối cùng cũng chịu nhận lỗi với xe Roy một cách thành khẩn. Tuy nhiên mọi sự hối lỗi bây giờ đều là muộn màng và vô nghĩa, bởi với tư cách con trai của trưởng phòng Park, xe Roy mới tha thứ cho ông ta được, còn anh là một doanh nhân thì Zhangga sẽ không thuộc về chủ tịch được nữa. Sau đó đại hội sát nhập Zhangga vào công ty của xe Roy đã được diễn ra. Mà Geun So sau những chuyện đã xảy ra càng thêm kính nể xe Roy, đồng thời cũng từ bỏ tham vọng của mình mà ủng hộ anh. Mọi người đều trở nên hạnh phúc hơn khi sống thảnh thơi. Và xe Roy cũng có đủ dũng khí để nắm lấy tay Isel, cùng nhau vững bước trước mọi thử thách và trải qua hạnh phúc luôn ao ước. Và phần tóm tắt video đến đây là kết thúc rồi. Nếu thấy hay thì đừng quên cho mình một like và một subscribe để không bỏ lỡ nhiều video hay hơn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.